Xin chào các bạn. Cô tên là Đặng Thị Kim Dung. Cô là hiện nay là nghiên cứu viên ở Viện Vật lý Thành phố Hồ Chí Minh. Cô tốt nghiệp tiến sĩ tại trường đại học Osaka của Nhật Bản. Cô thì cũng đã có kinh nghiệm đi dạy và đi nghiên cứu về vật lý trong khoảng thời gian hơn 10 năm. Thì hôm nay cô cũng giới thiệu cho các bạn về cái chương trình mà các bạn sẽ phải học chuẩn bị để bước chân vào cái trường Depression, là cái trường Y mà các bạn đang chuẩn bị dự thi. Đầu tiên mình có một cái syllabus, thì mình nên bám vào những cái tiêu đề của syllabus đó. Sau đó mình mỗi một cái mục trong syllabus thì cô sẽ cho các bạn giống như là một cái question, một cái câu hỏi. Và trong cái câu hỏi đó thì các bạn sẽ phải nhớ được, học được công thức. Thì thật ra nó cũng không có nhiều công thức, nó khoảng chừng trên dưới 30 đến 40 công thức thôi. Thì công thức vật lý nó đơn giản, các bạn hiểu được công thức, các bạn học công thức là quan trọng, học công thức và đơn vị. Sau đó các bạn có thể tính được những cái bài toán đơn giản. Dĩ nhiên học vật lý, công thức là điều quan trọng nhất. Các bạn phải nắm tất cả các công thức thì các bạn có thể hiểu được cái vấn đề. Rồi, cái thứ hai chính là mình phải biết được những cái phép toán cơ bản để mà mình làm bài toán, như là bài toán lượng giác hoặc bài toán về các vector, để mình có thể giải những cái bài về cơ học và điện tử. Rồi, thật ra công thức thứ nhất, công thức thứ hai, định nghĩa của công thức đó, và thứ ba là những cái điểm, có nghĩa là các bạn nên học những cái point thôi. Những cái point, key point trong vật lý nó chỉ có những cái key point, thì từ cái key point đó các bạn có thể phát triển các bài thi. Thì cái đó là cái vật lý, là nó một đặc điểm là các bạn có một cái core, từ cái core các bạn có thể phát triển lên, thì các bạn chỉ cần học những cái key point. Đối với cái chương trình thi ha, thì các bạn đầu tiên dĩ nhiên các bạn cũng phải nắm cho cô những cơ bản về vật lý. Các bạn học lớp 10, lớp 11 ok, đầu lớp 12 cũng ok. Còn tuy nhiên các bạn, đó là vấn đề về kiến thức cơ bản. Vấn đề thứ hai chính là cái khả năng sử dụng cái ngôn ngữ tiếng Anh của mình. Cái ngôn ngữ vật lý bằng tiếng Anh, cái thuật ngữ á, nó rất là khó để cho các bạn có thể hình dung. Cho nên khi các bạn diễn giải cái sự hiểu biết, các bạn phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh của mình. Đó, phần thứ nhất là trong cái chương trình thi của mình á, thì cái phần đầu tiên mà tập trung nhiều nhất chính là cái phần cơ học. Thì cái phần cơ học các bạn đã làm quen với cái chương trình lớp 10, thì cái cơ học nó sẽ có rất là nhiều cái định luật, các bạn phải hiểu là vấn đề chuyển động như thế nào. Rồi, trong cái chuyển động đó nó có những cái đại lượng gì mình quan tâm tới, là quãng đường, gia tốc, vận tốc, thì những cái đó mình đều phải nắm hết. Và phần thứ hai của cái phần cơ học đó chính là cái phần năng lượng. Các bạn phải hiểu được là năng lượng có nguồn gốc từ đâu và những cái phương pháp tính năng lượng như thế nào. Đó là cái phần cơ học. Thì cái phần cơ học là cái phần rất là quan trọng, mà nó chiếm khá lớn cái tỷ suất của mình để trong cái tỷ lệ để mình thi á. Rồi, cái phần thứ hai á, lớn thứ hai, đó là phần điện và từ. Thì phần điện và từ thì cô biết là các bạn làm việc rất là nhiều ở trong cái trường phổ thông, cho nên á, cái phần đó nó không phải là vấn đề gì quá khó khăn với các bạn. Thì cái phần hai, cái phần cơ và phần điện từ là cái phần rất là ổn thỏa để mình có thể tiếp cận. Tuy nhiên cái phần khó là cái phần về nhiệt động học và cái phần vật lý hiện đại. Với lại phần văn học thì ok rồi, phần vật lý hiện đại chính là cái khó ở chỗ là vật lý hiện đại nó đòi hỏi mà các bạn phải tiếp cận những kiến thức cực kỳ mới, và các bạn phải hiểu biết kiến thức đó. Và các bạn vận dụng những cái hiểu biết đó, các bạn có thể là sử dụng cái ngôn từ của mình để bày tỏ cái sự hiểu biết đó. Thì đó chính là cái phần mà các bạn cần phải tập trung để mà nghiên cứu sâu thêm. Còn á, một cái vấn đề quan trọng nhất khi mà các bạn bước chân đi du học, đó chính là cái thuật ngữ. Rất khó để mà mình có thể theo kịp trong lớp nếu mà mình không nắm được các thuật ngữ của những môn mình học. Thì cô khuyên các bạn một câu, có nghĩa là khi các bạn học thì các bạn không phải đợi xem bên đó các bạn mới học thuật ngữ. Các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái vốn thuật ngữ trước khi các bạn đặt chân sang đến cái trường Depression. Thì á,
các bạn học như thế nào. Thì dĩ nhiên trong những cái quá trình học á, cô sẽ cung cấp cho bạn những cái thuật ngữ, tất cả những cái thuật ngữ nào, cô sẽ cho bạn những cái lecture. Trong những cái lecture đó thì các bạn sẽ làm quen với những cái thuật ngữ đơn giản. Và các bạn phải, điều quan trọng nhất các bạn khi các bạn học có nghĩa là các bạn phải hỏi. Các bạn không biết các bạn phải hỏi, bởi vì đơn giản các bạn không hỏi thì các bạn không thể trả lời được cái thắc mắc của mình. Và đơn cái điều thứ hai nữa là những cái mà các bạn hỏi, những cái giáo viên đã trả lời thì các bạn phải học. Nếu các bạn không học thì dĩ nhiên các bạn cũng sẽ không nắm được vấn đề. Vậy thì các bạn chuẩn bị như thế nào để cho mình đi, có nghĩa là mình thi rồi, mình đậu rồi, mình học như thế nào ha? Thì mình phải chuẩn bị trước thuật ngữ của tất cả các môn, không phải là chuẩn bị hành lý, không chỉ là chuẩn bị hành trang, những kiến thức về nơi ở nơi học, mà các bạn cũng phải chuẩn bị về cái vốn từ của mình. Thì cái vốn từ dĩ nhiên á là nó sẽ có dễ nhất ha, thì các bạn chia ra thành những cái mục, ví dụ cơ học nó có những cái từ này, rồi nhiệt động học nó có những cái từ này, rồi phần điện nó có những cái từ này. Thì để dễ nhất thì cô cho bạn các bạn một cái giống như là cái short dictionary á, thì trong đó nó sẽ có tóm tắt một số cái thuật ngữ, thì các bạn phải nắm trước cái đó đã. Khi các bạn nắm những cái kho rồi thì dĩ nhiên là sau này khi các bạn học nó sẽ có những cái phần phức tạp hơn, thì các bạn sẽ bồi đắp nó từ từ. Có nghĩa là học ngôn ngữ thì nó cũng từ từ, ngày này qua ngày khác các bạn làm quen thì các bạn sẽ nắm được thôi. Dĩ nhiên không có con đường nào mà nó bằng phẳng hết, con đường nào cũng phải cần phải sự nỗ lực của mỗi người, thì chúng ta phải cố gắng để có thể là đi tiếp và đi tới cùng những cái dự định ban đầu của mình. Đó. Rồi, đối với cái phần cơ học thì thứ nhất là mình phải nắm được những cái bài về toán chuyển động một chiều và chuyển động hai chiều. Trong chuyển động một chiều thì các bạn sẽ có những cái bài toán mà chuyển động mà thẳng đều và chuyển động nhanh dần đều hoặc chậm dần đều. Đối với cái phần mà chuyển động hai chiều thì các bạn phải giải được cái bài toán ném xiên hoặc là cái bài toán về sự rơi tự do, đó là chuyển động hai chiều. Còn cái phần nữa của cái phần cơ học đó chính là các bạn phải nắm được cái chuyển động quay và cái chuyển động của gravitational, có nghĩa là cái chuyển động của các hệ hành tinh. Thì đó là một số cái chuyển động mà các bạn nắm trong cái phần cơ học. Cái phần kế tiếp của phần cơ học đó chính là work energy và power, đó chính là công, năng lượng và công suất. Thì cái phương pháp tính công, ví dụ là phương pháp tính công nó là gì, hoặc là năng lượng, động năng, thế năng tính như thế nào và cái công suất tính như thế nào, thì những cái phần đó là những cái phần các bạn cũng phải nắm. Cái phần kế tiếp của cái phần thermodynamics, có nghĩa là phần nhiệt động học á, thì các bạn phải hình dung được, các bạn phải phân biệt được là khí là gì, chất rắn là gì, chất lỏng là gì. Trong cái khí á, thì cái phương trình trạng thái khí lý tưởng nó như thế nào. Rồi, cái nhiệt động học có nghĩa là các bạn phải tính được nhiệt lượng như thế nào, nhiệt dung riêng như thế nào ha? Thì những cái công thức đó các bạn cũng phải làm những cái bài tập để các bạn có thể là áp dụng được. Đối với cái phần điện thì các bạn phải nắm cho cô được định lực ôm, định lực Kirchhoff. Định lực ôm là định lực mà tính cái tổng trở, tính cái điện trở và tính cái dòng điện với lại cái vôn thế trong một cái mạch điện. Còn định lực Kirchhoff là định lực về những cái dòng điện đi qua những cái nút mạch, hoặc là về cái electromotive force, đó là cái suất điện động. Thì cái phần thứ hai của phần điện đó chính là điện xoay chiều. Điện xoay chiều thì các bạn chỉ cần nắm cho cô cái mạch, phương pháp tính RLC trong một cái mạch điện. Và nó chỉ dừng ở đó thôi. Đối với cái phần từ thì nó hơi phức tạp hơn chút, là bởi vì khi mà các bạn học phần từ á thì các bạn phải học về cái gì, các bạn phải biết về là vậy thì so sánh giữa điện trường và từ trường khác nhau thế nào, cái nguồn điện và cái nguồn từ nó như thế nào, và các bạn phải nắm được là khi mà một cái điện tích, một cái hạt băng điện nó đi qua cái từ trường thì hướng nó thay đổi như thế nào. Các bạn nhớ được đó, quy tắc bằng tay phải, quy tắc bằng tay trái, đó là những cái điểm quan trọng nhất trong cái phần từ trường. Rồi,
kế bên, sau khi mà các bạn qua học ôn hết cái phần điện từ thì các bạn sẽ đi qua một cái phần nó hơi khó một chút, đó là cái phần hàm sóng hoặc là các dao động điều hòa. Các dao động điều hòa thì nó là dĩ nhiên là các bạn sẽ học cái chuyển động của con lắc đơn và con lắc vào xo. Khi đó là mình học thêm một cái định luật, đó là định luật hút và tính thế năng của một cái con lắc lò xo khi nó dao động. Đối với cái phần mà hàm sóng thì các bạn phải mở rộng ra một chút, có nghĩa là các bạn phải học sóng điện từ là gì, sóng âm là gì, rồi các bạn phân biệt được cái nào là sóng ngang, cái nào là sóng dọc. Thì đối với cái sóng âm thì nó là cái sóng dọc duy nhất, thì các bạn sẽ phải học coi là vậy thì cái sóng âm nó chính là cái sóng gì, cái sóng của những cái hạt vật chất nó bị dao động xung quanh cái vị trí khi mà có một cái nguồn âm xuất phát ra, thì nó truyền trong một cái môi trường như là trong không khí hoặc là trong kim loại gì đó. Thì trong phần cái sóng âm thì các bạn sẽ học một số cái định luật cơ bản về sự truyền âm hoặc là double effect, có nghĩa là cái sóng âm khi mà mình đứng trước cái nguồn phát âm và đứng sau cái nguồn phát âm thì nó sẽ có cái cường độ khác nhau. Thì đó là những cái đặc điểm về hàm sóng. Cái phần kế tiếp của các bạn phải học đó, đó chính là cái phần quang học. Quang học thì dễ rồi. Quang học có nghĩa là vậy thì một cái nguồn sáng nó chiếu đi qua một cái lăng kính, một cái thấu kính và một cái gương phẳng, nó sẽ cho những cái ảnh gì phía sau gương, hoặc là nó sẽ phân tán thành những cái tán sắc thành những cái màu sắc gì đó. Thì đó là những cái điểm các bạn cần phải giải. Thực ra cái phần quang học này á, nó khá là đơn giản, nó không có phức tạp nhiều. Cái phần mà nó hơi xa với mình một chút, cái phần mà làm mình rắc rối nhất chính là phần vật lý hiện đại. Trong cái phần vật lý hiện đại thì các bạn sẽ phải học ba cái thêm. Cái thêm thứ nhất là các bạn phải học về về thuyết tương đối của Einstein, thuyết tương đối hẹp của Einstein. Thì các bạn phải hiểu là vậy thì cái cơ bản của thuyết tương đối hẹp ông Einstein ông nói về cái gì? Ông nói về không gian, về thời gian, về những cái thứ bất định và những cái thứ không xác định được. Thì đó là cái phần nội dung của thuyết tương đối. Sau khi các bạn học thuyết tương đối thì các bạn phải học tới cái cấu trúc của nguyên tử. Trong đó cấu trúc của nguyên tử nó sẽ phải phân ra thành những mức năng lượng khác nhau. Đó là cái khởi nguồn của một cơ học lượng tử. Thì các bạn sẽ phải tìm hiểu coi là vậy thì cái chữ quantum á, nó có ý nghĩa là gì, các mức năng lượng nó ý nghĩa là gì. Rồi những mức năng lượng đó khi nó phát ra những cái năng lượng thì nó sẽ có những cái dãy màu sắc, giống như là dãy Balmer, dãy Lyman, hoặc là trong cái vùng cực tím, trong vùng hồng ngoại, trong cái vùng cải tiến. Đó là những cái thứ các bạn nắm. Rồi cái phần cuối cùng á chính là cái phần vật lý hạt nhân. Thì trong cái phần vật lý hạt nhân này các bạn phải nắm được là cái phản ứng phân nhân, cái phản ứng phân hạch và phản ứng diệt hạch nó là cái gì. Rồi những cái đặc điểm nào để cho mình có một cái phản ứng phân hạch và một cái phản ứng diệt hạch, và những cái sản phẩm của nó, rồi những cái điều kiện của nó. Và các bạn phải học được là vậy thì khi một cái phản ứng sản phẩm của một phản ứng phân nhân á, thì các bạn sẽ có cái gì? Các bạn có tia gamma, tia beta, các bạn có neutrino, thì những cái đó nó là cái gì? Thì các bạn cũng phải học để các bạn có thể nắm, để các bạn có thể trả lời được cái phản ứng nó. Cái điều thứ nhất, một cái phản ứng có nghĩa là cái điều kiện để cho phản ứng nó diễn ra nè, rồi phản ứng nó diễn ra như thế nào rồi, sản phẩm nó như thế nào, rồi mình phải giải thích được cái những cái sản phẩm. Ví dụ những sản phẩm nó có đầy đủ nhưng nó thiếu một cái phần năng lượng thì cái năng lượng đó nó đi đâu hoặc nó về đâu, thì tính như thế nào. Thì đó là những cái phần mà các bạn phải nắm trong toàn bộ cái chương trình để các bạn chuẩn bị cho kỳ thi. Cuối cùng thì cô cũng gửi lời chúc các bạn khi các bạn đã quyết định chọn cái con đường khó khăn nhất, vì cái ngành y là cái ngành khó nhất trong tất cả các ngành mà đòi hỏi về sự kiên trì, các bạn chọn con đường khó nhất, thì các bạn, cô chúc cho các bạn có được cái sự kiên định và cái hoài bão đam mê để mà có thể đeo đuổi cái hoài bão của mình cho tính cùng. Và cô hy vọng rằng tất cả các bạn khi tham gia cái kỳ thi ở hợp điểm thì sau này các bạn có thể trở thành những bác sĩ giỏi, có thể các bạn có thể làm việc ở Việt Nam hoặc là các nước trên thế giới chẳng hạn, thì các bạn sẽ trở thành những người có ích cho xã hội. Thì đó là cái tấm lòng của cô và của các anh chị ở cái trung tâm hợp điểm này đối với các bạn tham gia cái kỳ thi này.